dạy như là múi dưa mọi người ạ. Đây. Dưa siêu to siêu khổng lồ mọi người ạ. Đấy. Đây là dưa cái củ mọi người. Đấy, mình đã làm sạch sẽ thì mình cắt nhỏ ra đây. Cái củ của mình bào ra mọi người ạ. Cái lá này cắt khúc khúc này này. Đấy, mình muối nó hành lá hành củ mọi người. Đấy. Mình rửa xong mình ngâm muối sạch sẽ rồi để khô này. Đấy, xong mình cho vào cái thùng này mình muối mọi người. Trong này thì gia vị là gồm có muối này, đường ngọt này, với hành lá hành củ này, với tỏi băm mọi người nhá. Đấy, nó lên men nó chua rất là ngon mọi người ạ. Đấy, cái món này ăn rất là đặc biệt. Đấy. Đấy. Rất là ngon mọi người. Mình cho vào đây mọi người ơi. Cho đây nhá này. Đấy. Đấy. Cho đây nhá mọi người. Đấy, rất là ngon. Dưa xá này. Dưa xá cái gì? Dưa ấy đi, cho bắp cải. Dưa cải củ mọi người ạ. Đây này. Mấy dưa là cải củ mình đã làm sẵn rồi mọi người ơi. Đấy, rất là ngon mọi người ạ. Đấy, đây còn đây là dưa dưa cải mọi người, dưa cay nha mọi người này. Đấy. Ăn rất là ngon mọi người. Đây cái này mình mới muối này. Đấy, cắt ra này. Đấy. Cho gia vị muối bột ngọt rồi. Đấy, tỏi hành này đấy. Để mai ăn được mọi người ạ. Đấy. Đấy, rất là ngon mọi người ơi. Này ăn cay cay, còn nếu mà để chua chua thì có thể mình nấu canh hoặc nấu cá là được không mọi người ạ, rất là ngon đấy. Dưa cải củ mọi người ạ. Đấy, mình cũng nước dùng cũng cho nước đun sôi để nguội, xong là cho bột ngọt đường này. Đấy, tỏi này, hành vào đấy mọi người, muối qua đêm là nó ăn nó chua mọi người ơi. Đấy, rất là ngon mọi người ạ. Đấy, rau rất sạch và ngon này. Đấy. Đây là cái dưa mình muối mọi người ơi, ăn rất là ngon mọi người ơi. Này mới muối nãy giờ này. Đến mai là ăn rất là ngon mọi người ạ. Đã ăn này rất là cay cay giòn giòn. Cái này thì ăn thì ngon hơn, dưa này dưa cải củ ăn ngon hơn rồi. Đấy, mình đang để ráo nước tí mình cho vào muối luôn. Đây mình cho vào trong này luôn nhé mọi người ơi. Đấy. Đấy. Rồi rất là ngon mọi người nhá. Đấy. Mình đang muối dưa mọi người ạ, đang muối dưa đây. Đây, cái ổ dưa đây, đây. Đây. Hôm nay giải nhiên là muối dưa mọi người ạ. Đây. Dưa siêu to siêu khổng lồ mọi người ạ. Đấy. Đây là dưa cái củ mọi người. Đấy, mình đã làm sạch sẽ thì mình cắt nhỏ ra đây. Cái củ của mình bào ra mọi người ạ. Cái lá này cắt khúc khúc này này. Đấy, mình muối nó hành lá hành củ mọi người. Đấy. Mình rửa xong mình ngâm muối sạch sẽ rồi để khô này. Đấy, xong mình cho vào cái thùng này mình muối mọi người. Trong này thì gia vị là gồm có muối này, đường ngọt này, với hành lá hành củ này, với tỏi băm mọi người nhá. Đấy, nó lên men nó chua rất là ngon mọi người ạ. Đấy, cái món này ăn rất là đặc biệt. Đấy. Đấy. Rất là ngon mọi người. Mình cho vào đấy mọi người ơi. Cho đây nhá này. Đấy. Đấy. Cho đây nhá mọi người. Đấy, rất là ngon. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là hôm nay là mình
dậy từ lúc 4 giờ sáng mọi người này. Chiều hôm qua mình qua lúc 4 giờ chiều hôm qua mình cho vào cái thùng này muối mọi người ạ. Đấy. Sáng mình dậy sớm thì mình kiểm tra là đây nó đã chua rồi mọi người ơi. Ăn được rồi mọi người ạ. Nó thử mọi người, nó vàng này này. Cái này ngon mọi người ạ. Đây còn đây là cái dưa cải củ mọi người ơi. Cái dưa hôm qua mình bê cái dầu đó mọi người, mình cho vào mình muối cho mọi người. Đây này mọi người ơi. Củ nó trắng trắng ấy, ăn rất là ngon nhá. Nó chua đấy mọi người ạ. Lên men nó chua đấy. Rất là ngon. Đấy. Đây còn đây là dưa bắp cải với rau cần tơ cần mọi người ơi. Đấy, đấy muối đấy, ngon rồi này. Rau cần này, rau răm này, đấy bắp cải màu trắng ấy, cà rốt này, cà rốt màu đỏ này. Rất là ngon đấy. Mọi người ở đây là dưa giá đỗ mọi người nhá. Đấy. Giá đỗ này, hành lá này, cà rốt bào mọi người ạ. Đấy, rất là ngon mọi người, giá đỗ này. Đấy. Nay mình mới mấy thứ dưa này đi cho mọi người. Thời tiết mùa hè này muối này ăn rất là ngon mọi người. Ăn chua lắm. Đấy, giá đỗ đấy.